Hay Yến xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, mùa tháng 5, những ngày đầu hè, tiếng ve râm ran và hoa phượng nở đỏ rực luôn khiến chúng ta cảm thấy xao xuyến. Có một cung đường nằm trên trục đường quốc lộ 20 từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đà Lạt. Cứ mỗi mùa tháng 5 về lại nở rực rỡ sắc hoa phượng đỏ và bằng lăng tím, níu chân người qua đường. Hãy cùng Hải Yến chiêm ngưỡng cung đường tuyệt đẹp này. Hơn 4 km quốc lộ 20, đoạn đi qua xã Tam Bố, đèo Phú Hiệp, đang ngập tràn sắc hoa phượng và hoa bằng lăng, báo hiệu mùa hè rực rỡ. Hoa phượng đỏ và bằng lăng tím nở rộ, làm nhiều người đi đường tỏ ra thích thú, vì hoa nở đều, làm đoạn đường dài này như được chia thành hai mảng màu trông rất bắt mắt. Vốn là đoạn quốc lộ thường ngày chỉ thấy xe tải, xe con chạy ngày đêm, nên khi hoa nở rộ, đoạn đường dường như cũng trở nên lãng mạn hơn, xe cộ dường như cũng chạy chậm đi một chút. Hoa phượng vốn được coi là hoa học trò bởi những bông hoa đỏ thắm như nhắc nhở cái ngày chia tay của niên học đã sắp đến gần. Có lẽ vì phượng đã quá gần gũi và thân thuộc. Dường như ai đã qua thời học sinh cũng quá đổi thân thuộc với phượng đỏ. Và từ bao giờ loài hoa này đã trở thành một đặc trưng của mùa hè. Nhưng có lẽ rất ít người biết, bên cạnh sự hiện diện của phượng đỏ, còn có những bông hoa bằng lăng tím. Màu tím của sự ngây thơ, hồn nhiên, vô tư của tuổi học trò. Bằng lăng cũng như phượng đỏ có thể trồng nơi công viên, cơ quan, trường học, ven đường. Bởi nó không chỉ tô điểm cho cảnh sắc xung quanh mà còn tỏa bóng mát, xua đi cái nắng của ngày hè. Nếu phượng đỏ làm thêm bừng sức sống ngày hè thì màu tím của bằng lăng sẽ làm dịu đi những tia nắng chói chang khi hè về. Mặc dù không được biết đến nhiều như phượng đỏ, nhưng loài hoa này cũng đã trở thành một đề tài trong thơ, họa. Có dịp đến với Lâm Đồng trong dịp này, bạn đừng bỏ lỡ cung đường hoa phượng và bằng lăng trải dài quốc lộ 20 này nhé. Dừng chân một chút và biết đâu bạn lại có thể tìm được một chút ký ức của ngày xưa, những ngày còn cấp sách đến trường. Có mùa phượng vĩ không tên thành họ hẹn, đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay. Cô bạn gái ngại ngùng, không dám khóc, nghe ngẹn lời trong đôi mắt cay cay. Dư cứ trách bằng lăng tím đâu đâu, giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ. Tím miên man, tím chùm thời gian đang căng nghẹn thở, của mùa thi mỗi lúc một gần. Khi đời sống ngày càng phát triển, mọi người đều bận rộn hơn, lo toan nhiều hơn. Ngày nghỉ cuối tuần được xem là khoảng thời gian thư giãn, dành cho những buổi gặp mặt bạn bè, quây quần bên gia đình. Ngoài ra, mọi người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe, giải trí lành mạnh để tìm được sự thư thái trong tâm hồn. Và trà thiền được nhắc đến nhiều vì những lợi ích và cảm giác thư thái mà nó mang lại. Chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp theo kiểu xếp bằng trên sàn, sau đó tự mình chọn trà và pha trà theo sở thích là cách mà rất nhiều bạn trẻ lựa chọn để tạm gác lại những bộn bề lo toan của cuộc sống. Cái trà thiền thì là một cái mà mang cho đến cuộc sống mình cái sự yên lặng. Thì sau những lúc mà anh đi làm về thì có những khi mà anh không thể suy nghĩ được gì nhiều nữa hết, thì anh khoảng thời gian thay vì mình ngồi không như vậy thì mình sẽ thưởng thức trà, và cái việc mình chỉ việc pha trà rồi uống trà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, từ lâu thì thói quen uống trà đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc ta. Và khi cuộc sống ngày càng bận rộn, áp lực từ công việc và học tập đã mang trà thiền đến gần hơn với mọi người.
Vậy trà thiền là gì? Có quá phức tạp và cầu kỳ như mọi người vẫn nghĩ hay không? Thì trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú Đỗ Thanh Liêm đến từ An Nhiên Cà Phê và Trà Thiền sẽ giúp cho quý vị tìm lời giải đáp nhé. Chào chú Liêm ạ. Thưa chú, trà thiền hiểu một cách đơn giản là gì và nó có cái lợi gì ạ? Trà thiền là cái nơi mà mình nói đúng ra thì là nơi đó để mà mình ngồi yên tĩnh để mình uống trà. Nhưng mình đặt cái một cái từ trà thiền thì mình cũng không có phải là đưa một cái tôn giáo vào, mà mình nghĩ nó là một cái nơi để mà mình trở về với cái thanh tịnh, với cái tĩnh lặng để mình uống trà. Khi mà uống trà thì đặt cái tâm mình vào trong ly trà thì mình không nghĩ ngợi một vấn đề gì khác, mình tập trung hết để mình uống cái ly trà đó, thì mình thưởng thức ngay cái ly trà đó, thì mình sống ngay đó. Thì cái con người mình cũng vậy, khi mà mình đi ra ngoài mình làm việc thì cái áp lực công việc nó rất là nhiều, và khi mình trở về mình sống ngay tại ngôi nhà mình, hoặc là mình được coi như ngồi để mà mình yên tĩnh lặng lẽ uống một ly trà, thì khi mình thưởng thức ngay cái ly trà đó mình cảm thấy nó rất là bình an. Vậy thì thưa chú, vì đâu mà mình lại có cái ý tưởng là mình mở một cái không gian trà thiền ở ngay thành phố Đà Lạt ạ? Cái thời gian ban đầu thì cũng chưa có ý tưởng, nhưng mà khi mình lên được một không gian này rồi thì gia đình mình đi tới đi lui mình mới cảm nhận được là trên đây thực sự nó rất là bình an. Và khi mà mình có cái sự bình an đó thì mình nghĩ là tại sao mình lại không giúp cho mọi người cũng có một cái nơi, một cái chỗ ngồi để mà tĩnh lặng để quay trở về giống như mình. Thì khi đó thì gia đình mới có một cái ý tưởng là mình sẽ làm một cái phòng trà thiền. Vâng, vậy thì bây giờ chú có thể hướng dẫn cho cháu cũng như là cho quý vị khán giả cách pha trà như thế nào được không ạ? Thì đầu tiên á là mình phải làm coi như là nóng lên tất cả các bộ phận để cho nó vừa là làm nóng hoặc là vừa làm những cái này là những cái ly mình uống thì mình cũng phải làm nóng hết luôn. Hôm nay mình dùng loại trà nào ạ? Cái này là mình là trà ô long nhân sâm. Cái loại trà này thì mình cũng không cần phải tráng trà. Đối với những loại trà nào thì mình phải tráng trà ạ? Trà ô long, nói chung tất cả các loại trà thì đều phải tráng. Nhưng mà cái loại trà này thì không cần tráng cũng được. Tại vì cái bản thân cái trà này khi ta làm thì ta nó cũng đã sạch trong này rồi. Mình hãm trà trong thời gian bao lâu? Thế này mình hãm trà trong vòng khoảng 1 phút. Nếu mà mình thấy mình muốn uống đậm hơn thì mình pha trong 1 phút 15 giây. Thì một ấm trà này có thể là mình uống từ 6 tới 8 nước. Coi như là, nhưng mà mình phải để từ trong 1 phút thôi. Chứ còn mình để 1 phút 15 giây hoặc là hơn nữa thì cái càng về sau thì cái độ trà nó sẽ nhạt dần hả? Nhạt từ từ. Dạ, một lần nữa thì xin cảm ơn chú Liêm về những cái thông tin mà đã chia sẻ đến chương trình ngày hôm nay ạ. Nếu bạn là người yêu thích đồ cổ và những vật dụng cổ xưa thì có một không gian mà quý vị và các bạn không thể bỏ qua khi đến với thành phố Bảo Lộc. Nơi đây thì chúng ta có thể tìm được những vật dụng từ hơn 50 năm trước. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng với Kiều Anh khám phá những đồ cổ ở thành phố Bảo Lộc này nhé. Sở hữu hơn 500 món đồ cổ nhiều chủng loại, ông Nguyễn Phước Long, chủ quán cà phê Chỗ Cũ, thành phố Bảo Lộc, là một trong những nhà sưu tầm đồ cổ có tiếng ở xứ Bờ Lao này. Xuất phát từ đam mê, chỉ tình cờ có được vài món đồ cổ ban đầu. Qua trao đổi mua bán lâu dần, quán cà phê của ông trở thành nơi sưu tập đồ cổ độc đáo, được nhiều người biết đến. Thì cũng là một cái tình cờ rồi cái đam mê rồi gặp được cái người ta bán những cái hàng như vậy, rồi từ đó gom chặt lại từng món rồi mới ý tưởng ra được cái quán. Cái quán của mình nó khác biệt với các quán khác là một cái không gian nó trầm lặng, và cái thứ hai nó yên tĩnh và tạo một cái phong thái của khách hàng, đó là người ta vào người ta có vẻ ngồi để mà thứ nhất là người ta ngồi nói chuyện,
không có một cái vị trí nào để ồn ào và cái không gian người ta yên tĩnh. Có thể mệt mỏi người ta ngồi ngã lưng ngủ một chút một xíu cũng được, rồi ngồi vẫn ngồi ngâm nhi ly cà phê. Đó. Với lại cái không gian như vậy thì các người có tuổi người ta lớn thì người ta hay rất là thích vào. Rồi tuổi trẻ thì có một cái không gian của tuổi trẻ thì nó cũng vui vẻ, tha hồ ồn như vậy, cho nên cái quán nó khác. Những chiếc tivi từ hơn 50 năm trước. Những chiếc máy quay phim từ rất lâu đời. Đèn măng sông. Hay đồ gốm sứ cũ. Tất cả được sắp xếp sinh động và làm không gian nơi đây trở nên đặc biệt hơn. Bằng ủi bật con gà hoặc những cái tivi đời cực cũ cách đây cỡ trên 50 năm, 60 năm. Và những cái máy iCai, máy quay phim, chụp hình. Khi nói về những cái vật ở trong quán đó, thì nó cũng mang đến những cái rất hay, tại vì bây giờ cũng có tiền chưa chắc đã mua được. Những cái món tuy là không là đáng giá nhiều, nhưng mà tại vì anh tìm không có ra được những cái đó, cho nên là những cái này là những cái cắt khỏi và mình mua được, gom lại tất cả biết bao nhiêu năm, rồi bắt đầu từ đó mới có một cái ý tưởng để mà mua được. Sưu tập đồ cổ là công việc khá tốn kém, tuy nhiên đây lại là niềm đam mê của ông Nguyễn Phước Long. Đồng thời, quán cà phê này cũng là nơi mang lại niềm vui cho nhiều người có cùng sở thích. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục du lịch cuối tuần xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.